Nơi Bình Minh đến là thành phố nằm cạnh Tokyo, thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa, cách Tokyo 30 phút bằng tàu điện. Đây là thành phố hiện đại với nhiều nhà cao tầng mọc san sát. Hơn nữa, khu vực này có rất nhiều nơi hấp dẫn như khu phố người Hoa quy mô lớn trên thế giới và các địa điểm mua sắm. Quý vị thân mến, khi đến với Yokohama thì chúng ta phải sử dụng phương tiện đó là tàu thủy. Xin chào quý khách. Dạ, đây là vé tàu của quý khách. Xin cảm ơn quý khách. Bình Minh chọn Seabus. Đây là một loại xe bus trên biển, vừa di chuyển vừa có thể ngắm được các địa danh nổi tiếng của Yokohama, rất phù hợp để du lịch. Và Bình Minh cũng đã lên tàu. Với một không khí trong lành, một cảm giác vô cùng dễ chịu. Mãi ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, chẳng mấy chốc tàu đã cập bến. Kế tiếp, nơi Bình Minh tìm đến là đây. Chúng ta đã đến đây rồi, thưa quý vị. Chính là đây ạ, Cup Noodle Museum, bảo tàng mì ăn liền. Và Nhật chính là nơi phát minh ra mì ăn liền, mì ly đầu tiên trên thế giới. Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu xem nào. Xin mời quý vị. Vâng, thưa quý vị, đây chính là phòng trưng bày lịch sử các dòng sản phẩm của mì ăn liền. Và ở đây, lịch sử mì ăn liền được phát minh ra đầu tiên trên thế giới vào năm 1958 và mì đầu tiên có tên gọi là Chiki Ramen. Wow, 1989, 1992, 1994. Wow. Vâng ạ, thưa quý vị. Ở trong phòng trưng bày này thì có khoảng 3.000 gói mì và hộp mì được trưng bày tại đây. Từ năm 1958 phát minh ra cho đến bây giờ thì như quý vị đã thấy có một cường người rất là lớn như thế này. Wow! Các loại mì trên thế giới cũng được trưng bày tại đây. Các bạn biết tôi phát hiện ra gì không? Mì Việt Nam được trưng bày tại đây. Wow. Wow. Quý vị có biết là một năm thế giới tiêu thụ là bao nhiêu gói mì gói không, thưa quý vị? Đó chính là 105,6 tỷ gói mì. Một con số rất lớn đúng không nào? Và đây, chúng ta sẽ cùng tham khảo. Nhật Bản là nước thứ 3 tiêu thụ mì nhiều nhất trên thế giới. Và Việt Nam chúng ta là nước thứ 4. Đây thưa quý vị, như vậy là người Việt chúng ta cũng rất thích và cũng yêu mì gói đúng không nào? Bởi vì đơn giản một điều là với gói mì gói nó rất là tiện dụng mà giá thành nó rất là phải chăng và phù hợp với tất cả mọi người. Vâng thưa quý vị, đây chính là My Cup Noodle Factory. Có nghĩa đây chính là cái xưởng mà chúng ta thể tự làm mì ly cho chính bản thân mình và tôi rất muốn được thử sự. Vâng thưa quý vị, tại đây thì tôi có thể tự thiết kế cho cái ly mì của mình. Vâng thưa quý vị, như vậy là cái ly mì của tôi đã được thiết kế xong. Xin chào quý khách. Konnichiwa. Bây giờ xin mời quý khách chọn 4 loại nguyên liệu ăn kèm trong 12 loại này ha. À vâng thưa quý vị,
Tới đây bắt đầu chúng ta sẽ chọn những cái gia vị. Ủa chị, sao cái hình con gấu này nó là cái gì đấy? Đây là hình vịt con rất dễ thương đó thưa quý khách. Dạ. À, con vịt con. Dạ, dạ, cho tôi cái này đi. Đó, cái kế bên nó là cái gì vậy chị? À, đây là thịt heo. Cho tôi thử cái đó đi. Dạ, tôi sẽ cho thịt heo vào đây. Cái này thì chắc hẳn quý vị đoán được, đây là trứng này đúng không? Dạ, đúng là trứng. Và kế bên là tôm khô. Còn một loại nữa. À, bây giờ tôi sẽ cho tôm khô vào cho anh nha. Ủa, cho tôi xin thêm ít hành được không? À, dạ không được, không được, chỉ bốn loại thôi. Bây giờ thì tôi sẽ dán nắp hộp vào đây cho anh nhé. Dạ đây là nắp. À, đây chỉ là công đoạn mà chúng ta đóng đó. 3, 2, 1. Quý khách nhìn thấy chưa? Rất là nhanh. Nắp đã được gắn vào hộp rồi đây. Bây giờ xin mời quý khách nhìn vào bên trong chiếc máy này. Xin mời. À, là bắt đầu cho vào đóng gói. Xin mời quý khách nhận lấy ly mì. Dạ. Chúc mừng quý khách, như vậy là ly mì đã được hoàn thành rồi đó. Arigato gozaimasu. Xin cảm ơn quý khách. Vâng, thưa quý vị, như vậy là đã hoàn thiện xong một cái mì ly của tôi đây. Từ khâu thiết kế bao bì cho đến đưa mì vào, chọn gia vị, đóng nắp, hút chân không và bọc cái bịch ni lông như thế này. Và đến bây giờ, mì này là của tôi. Đây là địa điểm kế tiếp của Bình Minh. Yokohama World Poster là trung tâm mua sắm tập trung nhiều cửa hàng thời trang, đồ lưu niệm và nhà hàng được giới trẻ ưa chuộng. Và trong vô số cửa hàng ở đây, Bình Minh đã chọn cửa hàng này. Vâng, thưa quý vị, tôi đang đứng trước một quầy bán đồ lưu niệm gọi là Goody Yokohama. Đây là cửa hàng bán đồ lưu niệm nổi tiếng nhất ở Yokohama và chúng ta cùng xem nhé. Wow. Thật không ngờ, Star-chan đã đợi sẵn ở đó để đón Bình Minh. Đây là những người anh hùng được mọi người yêu mến tại Yokohama. Và hôm nay, họ đã cất công đến đây để đưa Bình Minh đi mua sắm. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. À, tôi đang đi tìm một vài quà lưu niệm mua về cho gia đình, bạn bè, người thân. Các anh thể giới thiệu dùm tôi được chứ? Tất nhiên rồi, cứ để tôi lo. Mời anh. Anh thấy và thế nào? Bây giờ tôi sẽ ăn thử loại bánh này. Sao hả? Hình như tôi cảm nhận được vị của hạt dẻ. Ôi xì, ôi xì. Tiếp theo là món này. Wow, như vậy là chúng ta đang chuẩn bị. Ngon lắm đó. Thức loại bánh sô-cô-la. Thử ăn đi. Wow. Cái này cũng ngon rồi. Wow, như quý vị cũng đã thấy những bánh sô-cô-la này hơi khác chút xíu là như nó có tới 2 tầng lận. Để tôi xem nào. Thêm đi. Đúng như tôi dự đoán, ở phía trên này là sô-cô-la, còn dưới này được loại bánh được kết hợp với cả sô-cô-la. Đúng vậy. Cái vị nó rất là nồng, vô cùng thơm thưa quý vị. Ôi xì, ôi xì. Tất nhiên rồi. Bình Minh rất thích bánh kẹo của Yokohama. Nhờ có Star-chan, anh đã mua được rất nhiều quà. Tạm biệt anh. Tạm biệt anh. Vâng thưa quý vị, anh Sajang đang hết sức là bận rộn. Tôi vẫn muốn đi theo anh đó nữa, nhưng mà tôi biết được rằng có rất nhiều người đang chờ đợi hai anh đấy. À, và bây giờ tôi sẽ đưa quý vị đến một địa điểm khác nhé. Xin mời. Thưa quý vị, tôi đang đứng ở Yamate. Đây là khu dân cư cao cấp có nhiều người nước ngoài sinh sống trong thành phố cảng Yokohama. Và tại đây có rất nhiều ngôi nhà vẫn mang phong cách của châu Âu. Ở đây rất yên bình, tĩnh lặng và nhiều màu xanh, khác hẳn với khu Minato Midai. Những tòa nhà có bề dày lịch sử nằm san sát nhau. Vài tòa nhà hiện nay được sử dụng như những quán cà phê rất phong cách. Trong đó, Bình Minh đã đến thăm ngôi nhà mang phong cách châu Âu này. Vâng ạ, thưa quý vị, tòa nhà mà quý vị nhìn thấy ở trước mặt kia là dành cho các nhà ngoại giao khi công tác tại Nhật. Và tòa nhà này đã được xây dựng cách đây 100 năm. Hiện tại thì họ đang kinh doanh quán cà phê. Và bây giờ chúng ta cùng nghỉ chân một chút quý vị.
Nếu như để chọn vị trí ngồi thì anh ngồi trong nhà, tôi sẽ chọn vị trí ngồi ngoài sân vườn này, vừa được hít thở không khí trong lành, vừa được ngắm đường phố này. Món ăn được mang ra là bánh ngọt đặc trưng của quán, với mức làm từ quả mâm xôi vừa chua vừa ngọt, rất tuyệt vời. Bình Minh, anh thấy hương vị bánh thế nào? Quý vị nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của tôi, chắc hẳn quý vị đã đoán được bánh ngon như thế nào đúng không ạ? Tiếp theo, Bình Minh sẽ đến một nơi đặc biệt, đó là trường đại học. Thưa quý vị, tôi đã đến trường đại học quốc lập Yokohama. Và tại đây tôi sẽ đi thăm các du học sinh Việt Nam. Tỉnh Kanagawa có số người Việt sinh sống đứng thứ hai sau Tokyo. Và tôi muốn nghe các bạn ấy kể về những điều hấp dẫn của Yokohama. Chúng ta cùng đi nào. Nhà ăn của sinh viên, chúng ta hãy cùng vào xem nhé. Trong số 58 du học sinh Việt Nam đang học tại đây, thì có 23 bạn đã đến giao lưu cùng chúng ta. Vâng, thưa quý vị, trong nhà ăn sinh viên này, tôi đã rất vui khi được gặp các bạn du học sinh của người Việt và chúng ta cùng trò chuyện với các bạn đấy nhé, thưa quý vị. Xin chào các bạn. Mọi người giới thiệu tên này cho quý vị khán giả ở Việt Nam được biết thế nào. Em tên là Minh, đến từ Thanh Hóa, hiện đang học khóa thạc sĩ 2 năm tại trường Quốc lập Yokohama. Rồi, thế còn bạn? Em tên là Hương, đến từ Hà Nội, hiện nay đang làm nghiên cứu sinh và năm sau sẽ vào cao học trường Quốc lập Yokohama. Em là Nguyễn Văn Quang, đang học khoa điện tử là năm nhất của trường Đại học Quốc lập Yokohama. Rồi, còn bạn, hãy giới thiệu quý vị khán giả nào, mọi người đang ở nhà đang theo dõi truyền hình đấy. Em tên là Nhiên, em đến từ Bắc Linh. Em đang học thạc sĩ năm thứ nhất ạ. Ở Bắc Ninh, quê hương quan họ đấy đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta cùng qua đây giao lưu với nhóm bên này nữa nhé, thưa quý vị. Thế sau 4 năm thì bạn thấy là học được gì bên Nhật này? Sau 4 năm thì có thể thì những kỹ thuật cơ bản trước, kỹ thuật cơ bản và thêm vào đó là, nhưng mà hơn cả kỹ thuật thì mình thích về cái cách vận hành xã hội. Và lối sống của người Nhật có lẽ mình cũng học gì đó. Đặc biệt là những phương tiện công cộng và những nơi công cộng đúng không? Thì tôi đi sang đây mấy ngày tôi quan sát thấy đặc biệt là đi những tàu điện ngầm hoặc đi tàu cao tốc. Mặc dù đông người như vậy, di chuyển như vậy nhưng họ vẫn hết sức là trật tự. Ở Yokohama điều gì hấp dẫn em ạ? Trước khi sang Yokohama sống thì em đã từng sống 1 năm ở Tokyo ấy. Nhưng mà em cảm giác như Yokohama nó vừa rộng rãi, cái không gian rất là thoáng mát. Mà Tokyo thì người đông, cảm giác nó là thành phố rất là hiện đại nhưng mà mình chỉ cảm thấy bị tù túng vào đó ấy. Ở Yokohama thì anh có thể đi ra công viên, đi ra cảng để thư giãn. Thế còn cảm nhận của bạn như thế nào về Yokohama? Dạ, em cũng giống hai bạn thì sống ở Yokohama một thời gian thì thấy là mọi người đến đây có rất là nhiều người ngoại quốc, cộng thêm là các bạn rất là trẻ nên mình có thêm nhiều cơ hội giao lưu, đặc biệt là không chỉ có với người Nhật không ạ. Tức là khi mà mình sang Nhật thì mình nghĩ là chỉ gặp người Nhật không, nhưng mà đến thành phố này thì em gặp được rất là nhiều người, tạo cơ hội để mình nói chuyện và mình biết thêm được rất là nhiều điều, không chỉ về Nhật Bản không. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành chút thời gian học tập quý báu như thế này để cùng trò chuyện với Minh. Và qua cuộc trò chuyện này thì Bình Minh cũng như quý vị khán giả ở quê nhà đã hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như về học tập của các bạn, nó thiếu thốn tinh thần như thế nào, về điều kiện ăn ở như thế nào. Xin chúc cho tất cả các bạn hãy học tập thật tốt để đáp ứng ước mơ của mình và biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Vâng, thưa quý vị, tôi đã ở tháp Green Tower và tôi đã tận hưởng những cảnh đẹp ở Yokohama. Và bây giờ thì các bạn nhìn đây. Wow!
Tại Yokohama, các bạn có thể một mình đi dạo dọc bờ biển vô cùng thảnh thơi và thanh bình, hoặc cũng thể hẹn hò với người yêu, hoặc cũng thể đi chơi với gia đình hoặc là bạn bè. Đây là một nơi hết sức tuyệt vời, có nhiều cách tận hưởng khác nhau. Và địa điểm kế tiếp tôi sẽ giới thiệu các bạn cũng hấp dẫn không kém tại Kanagawa, đó chính là Kamakura, Nhật Bản sống động.